bắt nhóm thu tiền bảo kê quán nhậu, massage ở Cần Thơ. Nhóm của Hữu và Phước đe dọa chủ cơ sở kinh doanh quán nhậu, cà phê, massage, buộc họ phải nộp tiền bảo kê nếu không sẽ gây sự, ngăn cản khách đến. Ngày 19 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Hữu Phước, 36 tuổi, cùng ở huyện Phong Điền để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra của cảnh sát, Hữu và Phước cùng ba người khác đã bàn bạc đến quán nhậu, cà phê, gội đầu, massage ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền để gây áp lực, uy hiếp tinh thần và buộc chủ quán đưa tiền bảo kê. Hữu và Phước trực tiếp đến gặp các chủ quán đặt vấn đề thu tiền bảo kê. Cả hai yêu cầu họ đưa 50.000 đến 100.000 đồng mỗi ngày, nếu không sẽ có người đến quậy phá, không cho khách vào quán. Hữu và Phước yêu cầu cứ 3 ngày sẽ đến thu tiền bảo kê một lần. Các chủ quán sợ nhóm của Hữu quậy phá và để yên ổn kinh doanh nên đồng ý đưa tiền. Tuy nhiên do dịch bệnh, một số sinh nhóm của Hữu chỉ thu 50.000 đồng mỗi ngày, nhóm của Hữu thay nhau đi thu tiền của từng quán và chia nhau tiêu xài. Theo điều tra của cảnh sát, bảy cơ sở kinh doanh đã trình báo việc nộp tiền bảo kê cho nhóm của Hữu. Cơ quan điều tra đang truy xét ba người liên quan trong nhóm này. Cảnh sát yêu cầu chủ quán, cơ sở kinh doanh từng bị nhóm của Hữu đe dọa cần nhanh chóng đến trình báo, phối hợp điều tra.